Có những thử thách rất đau đớn làm thầy phải thốt lên với Chúa: Chúa ơi, con vẫn có thể tiếp tục và chờ đợi được bao lâu Chúa muốn, nhưng bố của con không đợi được nữa. Ông cố không đợi được nữa, và ông cố đã lặng lẽ ra đi về với Chúa. Chỉ gần 2 tháng sau khi thầy nhận được tin, Chen đã được nhận chức phó tế. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong các thánh lễ chuyển chức linh mục cũng như trong các thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục, có một lối giải thích về chức linh mục được nhắc tới rất nhiều lần. Linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu, hay nói theo ngôn ngữ Latin, linh mục là một ante Christus, có nghĩa linh mục là Đức Kitô thứ hai, linh mục là một Đức Kitô khác. Đây là một câu định nghĩa rất đúng, rất chính xác về thiên chức linh mục. Chính Đức Cha Giáo Phận đã nhắc lại câu định nghĩa trên trong bài giảng thánh lễ truyền chức vừa qua tại giáo xứ Nam An. Ngài còn dùng kiểu nói ví von để diễn tả điều ấy, đó là hình ảnh con ốc mượn hồn hay con cua ẩn sĩ. Câu định nghĩa linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu làm cho tất cả những ai đã đánh nhận thiên chức linh mục đều cảm thấy hãnh diện và tự hào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy giằng co, đau đớn và nước mắt. Linh mục là hiện thân của Chúa Kitô, đó là một vinh dự vô cùng to lớn. Điều đó có nghĩa hiện nay Chúa Kitô không còn hiện diện một cách cụ thể bằng con người có thân xác nữa, nhưng qua con người của các linh mục, Chúa Kitô dường như vẫn đang tiếp tục sống thật, vẫn đang hành động bởi các linh mục, vẫn nhờ các linh mục mà đi qua giữa thế gian, mà đến tận làng An Quý Vĩnh Bảo này để giảng dạy, để tha thứ, để yên ủi và tế lễ, như trong kinh Thầy Cả Thượng Phẩm chúng ta vẫn đọc. Đành rằng hết những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều là hiện thân của Chúa Kitô, nhưng linh mục là hiện thân của Chúa Kitô một cách đặc biệt và không ai có thể thay thế. Chính Thiên Chúa Cha ở trên trời đã tuyển chọn các linh mục từ trước, từ ngàn năm rồi. Đó là lý do cha nhạc sĩ Kim Long khi sáng tác thánh ca về chức linh mục đã viết: Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Và ca đoàn giáo xứ Nam An đã chọn để hát đầu thánh lễ truyền chức vừa qua. Đúng thế, Thiên Chúa đã tuyển chọn cha Gioan Bautista Bùi Quang Sáng từ nghìn năm về trước, từ khi chưa có cả nước Việt Nam và từ khi chưa có cả trái đất này. Từ rất xa xưa, Thiên Chúa đã tuyển chọn những con người để có thể giữ vai trò là hiện thân của Chúa Giêsu, để tiếp tục làm những công việc Chúa Giêsu đã làm, và nhất là để giữ vai trò nối lại mối dây tình yêu cực thánh kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người. Có lẽ vì ý thức sự cao cả của thiên chức linh mục như vậy, sách đạo ngày xưa mới khuyên người tín hữu đi đường gặp một linh mục và một thiên thần thì nhớ phải chào linh mục trước và chào các thiên thần sau. Nói thế không có ý để đề cao linh mục một cách quá đáng như có người lầm tưởng, nhưng muốn diễn tả thiên chức linh mục còn cao cả hơn cả các thiên thần trên trời. Thánh chức linh mục cao trọng như thế nên cha Kim Long mới viết lời cho bài hát như sau: Từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khanh tướng. Hai chữ khanh tướng làm cho người ta hiểu lầm, làm linh mục như làm tướng, ông linh mục cũng như ông tướng, nên cha Kim Long mới sửa lại: Từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng vinh phúc. Thực ra vinh phúc hay khanh tướng cũng chỉ có ý nói thiên chức linh mục rất cao trọng mà các linh mục đừng bao giờ quên và cũng đừng bao giờ đánh mất. Thiên chức ấy làm cho con người của linh mục trở nên hiện thân của Chúa Giêsu, và nói theo ngôn ngữ của các đấng bây giờ, đó là làm cho các linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Chính việc trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô
làm cho con người linh mục trở nên vĩ đại không gì có thể so sánh được. Và nói như Đức Cha trong bài giảng lễ truyền chức, thì linh mục là muối ướp trần gian, là tinh hoa của giáo hội, là ngọn hải đăng khắp trên dương trần. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chính vì nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nên các linh mục không chỉ mang nơi mình niềm vui và hạnh phúc của Chúa Kitô mà còn mang theo cả thập giá và khổ đau của người. Đời linh mục chan chứa niềm vui nhưng cũng không thiếu khổ đau và nước mắt. Cha Gioan Bautista bùi quang sáng trong mấy ngày qua đã và đang tràn ngập một niềm vui khôn tả. Nhờ việc đặt tay của Đức Giám mục Địa phận, Ngài đã trở nên linh mục của Chúa Kitô, đã trở nên hiện thân và nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đó là niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Nhưng cha Gioan cũng sẽ cảm thấy con đường theo Chúa không hoàn toàn là một con đường bằng phẳng và đầy niềm vui. Con đường ấy cũng đã được dệt bằng cả đau đớn và nước mắt, bằng sự hy sinh và phó thác hoàn toàn. Chưa làm cha, chỉ mới làm thầy mà Chúa đã cho cha thấy rõ điều đó. Đã thấy rõ điều đó quá sớm ngay từ khi còn học Đại chủng viện Hà Nội. Những năm cuối cùng đầy trắc trở và lo âu bởi bệnh tật, tưởng chừng thầy Gioan sẽ phải dừng lại và chấm dứt mọi hy vọng. Bệnh chẳng ra bệnh, ốm không ra ốm, tới mức có người đến tận Hải Dương hỏi tôi: "Thưa cha, cha biết thầy Sáng có tương tư ai không?" Tôi định trả lời không, nhưng nghĩ là mình phải nói thật, cho nên tôi quyết định trả lời có đấy. Một năm thầy Sáng ở với tôi, hình như tôi thấy thầy Sáng có dấu hiệu tương tư thật, nhưng tương tư Chúa Giêsu. Không biết có ai tương tư thầy Sáng không? Chứ thầy Sáng chỉ có tương tư Chúa Giêsu và Đức Mẹ thôi. Một năm ở với giáo xứ Hải Dương, thầy Sáng suốt ngày chỉ thích đền tạ, hết đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu lại đền tạ Mẫu Tâm Mẹ Maria. Sách đền tạ Mẫu Tâm và Thánh Tâm rất đẹp, được sửa sang lại, mà giáo xứ Hải Dương bây giờ đang dùng là do công của thầy Gioan Bautista bùi quang sáng. Thử thách thánh giá cũng qua đi, thầy Gioan tiếp tục học Đại chủng viện cho đến khi mãn trường. Khi đã mãn Đại chủng viện, đầu cây thập giá lại đâm thẳng vào con tim của thầy, buốt lòng, buồn buồn, tủi tủi khi anh em cùng lớp được lãnh chức phó tế rồi lãnh chức linh mục. Thế rồi lại đến lớp đàn em nữa bước lên bảng thánh. Thầy nghĩ gì, buồn như thế nào? Nhiều người, rất nhiều người biết, cảm thông và cầu nguyện cho thầy. Nhiều người biết thầy đau đớn đến tận đáy con tim. Nhiều người hiểu thầy đang âm thầm lặng lẽ vác cây thập giá. Có những thử thách rất đau đớn làm thầy phải thốt lên với Chúa: "Chúa ơi, con vẫn có thể tiếp tục và chờ đợi được bao lâu Chúa muốn, nhưng bố của con không đợi được nữa." Ông cố không đợi được nữa, và ông cố đã lặng lẽ ra đi về với Chúa chỉ gần 2 tháng sau khi thầy nhận được tin sẽ đánh nhận chức phó tế. Chẳng ai đi tu làm linh mục lại muốn long đong lật đật và chắc trở như thầy. Nhưng sao con thấy cuộc đời theo Chúa của thầy, của cha bây giờ lại giống một người là hiện thân của Chúa Giêsu đến như vậy? Chúa Giêsu đứng đầy tràn niềm vui và hạnh phúc giữa một cuộc sống đầy nghiệt ngã và khổ đau. Cái đáng tự hào lớn nhất của một linh mục chính là sống giống Chúa Giêsu. Phải chăng đó cũng là niềm tự hào của cha Gioan Bautista bùi quang sáng sau những năm tháng kiên trì chịu đựng và hy sinh, hôm nay được giơ hai bàn tay ra để dâng thánh lễ, cảm thấy mình giống Chúa Giêsu giang tay trên cây thập tự. Trong niềm vui và tự hào thánh thiện đó, hôm nay cha Gioan Bautista trở về quê hương để cùng với bà con dân xứ, cùng với dân làng, nhất là cùng với bà cố và gia đình họ hàng nội ngoại để tạ ơn Thiên Chúa.
Giáo xứ An Quý hôm nay hân hoan không chỉ vì lại có thêm một người con nữa của giáo xứ được làm linh mục, nhưng có một người con nữa đang trở thành hiện thân của Chúa Giêsu sống giữa đời. Gia đình, họ hàng nội ngoại và nhất là cả phố phấn khởi, không chỉ vì sau bao năm tháng mong đợi và cầu nguyện nay thầy sáng đã thành cha, nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì người con trong gia đình hôm nay đã lên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Và điều cần nhất mà tất cả cộng đoàn chúng ta phải làm từ hôm nay là không ngừng cầu xin Thiên Chúa cho cha Gioan Bautista củi quang sáng như trong kinh thầy cả thượng phẩm. Xin Chúa hãy sống trong mình cha Gioan của chúng con. Xin hãy biến cha Gioan Bautista trở nên Chúa. Xin hãy lấy thánh sủng Chúa mà làm cho cha Gioan thành những lợi khí của lòng thương xót Chúa.